Xin chào các bác, em là Hiếu Ô Tô. Hôm nay em lại nhận sửa chiếc màn hình Mercedes C200 mà đời 2012. Mà cái xe này đã lắp được màn hình Android rồi. Nhưng cái vấn đề bây giờ là nó không lên tiếng. Mà nó không lên tiếng là do nguyên nhân của nó là nó hỏng ở cái đầu dưới này. Cái đầu dưới này bây giờ là chuyển sang radio cũng không lên tiếng, và chuyển sang đĩa cũng không ra vào được, không ra vào được đĩa. Nó hỏng khi nó cái vấn đề là cái đầu này, cái đầu Android này nó sẽ đưa tín hiệu AV, dạng tín hiệu AV xuống đường AUX của chiếc đầu dưới này, và chiếc đầu dưới này phát analog. Cho nên nếu chiếc đầu dưới này hỏng thì con đầu trên này có chạy cũng gần như là chạy cái câm thôi. Chạy cái câm nó không làm được cái gì, coi như là không làm được cái gì. Vậy thì để bắt buộc phải sửa cái này, bắt buộc phải sửa cái đầu này để cho nó chạy lên thì cái đầu trên nó mới có tác dụng. Thì để sửa cái này thì phải tháo ra thôi. Thì em quay video em hướng dẫn các bác cách tháo luôn. Ok, tháo ra thôi, tháo từ đằng đấy, kệ cái mạnh cái đầu đấy. Có dùng cái cậy nở, dùng cái đầu to mà cậy. Cậy mạnh cái đầu đấy, nó dùng nở sắt luôn. Các bác cậy cầm. Thôi cậy này, thôi cậy này. Các bác cậy đến đây được, cậy một ít đến đây được nhá. Còn ở phía này, ở trong này này, trong sâu này, này nó có một cái nẫy. Các bác phải cậy được cái nẫy nó ra. Nếu không cậy cái nẫy nó ra là nó sẽ bị hiện tượng gãy cái nẫy này này. Ok. Đó, cái nhìn rõ. Đó, cái nẫy đấy. Xong rồi, xong cái bên này rồi. Còn bên này cũng thế. Có hai cái nẫy thôi. Đó, cũng phải cậy nó ra. Rồi ok, cậy nó ra, tầm kéo nó ra. Rồi ok. Nó cậy này các bác có thể nhìn thấy này, nó gồm các cái nệ sắt này. Đấy, nó gồm các cái nệ sắt. Và cái cậy cá của nó đây, cá của nó đây. Các bác cậy nó vào để ấn cái cá này nó vào, bên này cũng thế. Ấn cái cá này vào. Bây giờ rút cái rắc này ra là được rồi. Sau khi rút ra rắc thì có nhìn thấy ở đây có hai con ốc. Các bác tháo nó ra. Tháo hai con ốc này sẽ hơi mất thời gian một tí. Các bác tháo nó hai ốc này các bác không cần phải tháo hẳn nó ra ngoài đâu. Tháo nó gần hết thôi. Rồi sau khi tháo được con ốc này ra mất khoảng 10-15 phút gì đấy. Tháo ra ấn nó xuống, nhưng mà phải ấn nó xuống thì mới kéo được đầu ra. Đây con làm cái đầu ra thì khá là đơn giản. Đây các bác có thể nhìn đây là hai cái lẫy này. Cái lẫy cá kia này. Đây khi đây này. Đây khi vặn thì các bác cầm kéo, khi vặn ốc vào thì nó kéo cái này lên, nó cài, nó khóa vào cái hai cái lẫy. Rồi khi tháo ốc ra và ấn nó xuống thì nó mở cái này ra. Các bác có thể kéo đầu ra rất dễ dàng. Đây là cái cơ chế ngàm khóa của mình. Nó cũng khá thông minh nhưng mà tháo nó cũng lằng nhằng. Nếu không biết cách tháo là tháo ra nó gãy hết cả ngàm. Cố tình bẻ ra là nó gãy ngàm. Bên này cũng thế. Em quay đến đây là coi như là hướng dẫn các bác cách tháo được cái hoàn thiện cái đầu ra rồi. Bây giờ chỉ cần rút rắc cái này cầm bấm ở dưới kéo nó ra. Và mấy cái rắc này nó hơi khó tháo một tí thì các bác cầm nắc nó ra một tí. Ấn cái lẫy, tất cả nó đều có lẫy nhé. Ấn cái nẫy trên này, nẫy đây. Đây. Cái này thấy nẫy dưới, nó hơi khó tháo tí các bác ấn rồi nó phải nắc nó ra. Nắc. Nắc này đừng có bẩy quá. Bẩy quá nó gãy đấy. Ok, cảm ơn các bác đã xem video. Nếu mà các bác bị hỏng cái đầu này mà không tìm được nơi sửa chữa uy tín chất lượng, liên hệ ngay với em nhé. Các bác ở tỉnh mà không tìm được thì các bác tháo cái đầu như video hướng dẫn và gửi về cho em là được ạ. Em cảm ơn các bác đã xem video.